trị Google, bắt đầu đọc bình luận. Nguyễn Quyền, nè béo cho chơi với. Vào đi ông, cho chơi với thế. Ông thấy phòng mở đấy à? Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Nên Lợi trong buổi tối ngày hôm nay. Và mình là Nên Lợi đây. Hôm nay tối nay chúng ta sẽ chơi like, chúng ta sẽ chơi liên quân nha. Hello Danh, hello em, chào Khắc Long nha, hello ai, Khoa chào Minh sĩ, Đan nha, quý bà già. Hello Quyền nha, hello Ben, hello em, chào Khoa nha. Đủ, bà già mới vãi nồi chứ. Hello anh Đan Trần nha, mọi người vào hết rồi này. Slice, Thất Ca và ITD. Oh, hello mọi người nhé. Vào luôn nhỉ? Phạm Thi xong. Đấy, tôi vừa mới chuyển qua game này một hôm thì ông lại bảo là cái gì? Không bắn pháp gì nữa à? Và chúng ta có AD, chúng ta có rừng rồi này. Mình đi mid nha. Mình đi mid nhá. Mình đi con này. Nguyễn Quyền, rồi nhanh giữ, mặt cười lộn ruột. Ông đừng hỏi, sao tôi mở liên quân ấy, ông cứ vào luôn, đừng hỏi. Ở đây hỏi thì bao giờ mới vào được. Hello Khoa Siêu nha, hello Khôi Đẹp, hello Thiện Chiến nha. Cuối cùng cũng là liên quân chờ mày. Tôi đánh cả lắm, đừng có chửi tôi nha. Hello Van Speed nha, hello anh. Đấy, lại hỏi chị Giang gì, chị Tổ Giang Bạch Kỳ nha mọi người. Mọi người cứ chửi thôi. Hello anh Hiếu Trung nha, hello anh. Cảm ơn anh Van Speed đã donate sao cho nè nhé, cảm ơn anh. Hello anh đại em streamer nhá. Hello anh, chào Duy nha. Chơi thường để mọi người vào. Chơi thường để mọi người vào. Hello Kim Giang đi, hello cậu Ấn nha. Cái gì? Phan Huy. Hello Huy nha. Chim mơ đánh gà, dã man gà. Nên mọi người đừng buông lời cay đắng. Xin mời, cảm ơn Trần Nhật Huy, hello chị. Hello Nhật Huy nhá, hello em. Em giá tiếp luôn rồi, do mạng đấy. Hello Ngọc Luân nhá, hello anh nhá. Hello bác Sáu nha. Hello bác chị Trần Nhật Huy cũng ngon mà. Không nói sớm chị pick Lee mất rồi. Chị hay chơi con này hơn tại vì nó cơ động. Vãi nổi một cao thủ ở sau chắc là cái danh quá. À chờ trận sau bán danh nha, trận sau bán danh. Trận sau bán danh mới không chơi được cùng con này chứ đánh thường. Đánh thường gặp team kinh vãi chưởng. Chào mừng bạn đến với Bình Nguyên Vô Tận. Ủa, sao ngày xưa giọng của nó là sau chơi danh nhá chị. Giọng ngày xưa trận sau chơi danh. Trận sau chơi danh thì trên ai không được chơi đâu. Chỉ bà Kim Cương thôi. Không có make đâu, mình chơi này không có make đâu. Vũ Duy, để em mượn nick KC. Wow. Nhìn như bot rồi. Có sao nào đó đánh mình đâu đấy. Đồ nó chắc mình luôn. Nó chấp mình luôn mà. Kinh luôn. Ăn con này mình có lên được không nhỉ? Mãi không được, em xóa luôn rồi. What? Ơ kìa, sao mình tốc biến, mình ấn tốc biến đâu? Vãi nổi, mình đâu ấn tốc biến đâu, mình ấn được hồi nào đây? Ủa? Giết quá, phải đeo bao tay chơi đây này. Đủ. Điêu vãi. Ủa mình ấn tốc biến hồi nào? Ôi giời, tìm ra đông đây. Rejoice now. An ally has been defeated. It is me, Liliana. Có team nó đông vậy? Nghiêm Trung, chơi với được không? Uh.
A fox with nine tails from Earth's satellite tails. Trang Trần lạnh lạnh chơi nó toàn bị giết tay Hello mặt Trang thì rất nha. khó chịu Đúng vãi. rồi. Thế giết tay cực. Giết tay cực chị phải dùng bao tay này. Nè. Xong rồi hôm qua mới cắt móng tay nữa chứ. Enemy ultimate. Life's but a dream. Vũ Duy, có vài người cao thủ không gánh được chị chỉ có vứt. Rõ ràng. Time to win. Học mình nửa cây. Phạm Văn Sâm, danh gì dù chị? Mình bạch kim bạn ạ. Mình bạch kim thôi. An enemy has been defeated. Hay quá. Shut down. An ally has been defeated. Phạm Minh Quang, chị cũng đánh khá chứ? Không, mình đánh như cái quần đùi ấy. Mình bị che suốt. Ai dài ai chả bảo kê được gì cả. Má. Đứng ngay đấy rồi. Mới tập chơi game này là đúng không? Không anh ơi, em biết chơi thôi chứ không biết lên đồ. Biết chơi thôi chứ không biết lên đồ. Mình lao vào cho rồi. Trời ơi, lại bị nó bắt. Hoàng Đào, chị có người yêu chưa chị? A friend of the shadows. An ally has been defeated. Máy nổ không bay được nữa kìa. Trang Trần, con gà Bùi Hào Dung. Đấy tại mấy bố cao thủ cứ vào đấy. Chứ mình chỉ vào kim thôi. Cứ mang cái ác cao thủ ở đây đánh thường là toàn gặp mấy thằng tay to thôi. Nguyễn Quyền, vào gánh nê gấp mặt cười lộn rừng. Nghe nổi luôn. Vũ Duy, toàn bắt bằng. Lily nhai kìa, nó đang chửi mình kìa. Bố mày làm sao? Bố mày đây. Vấn đề gì không? Đức Anh, quá đánh Blue không chỉ. Có gì? Có gì à bạn? Mình chả nghe thấy gì cả. Mình không tập trung thì bị thua. Mà thua thì bị trừ. Không bắn PUBG à bà già? À, không, hôm nay không chơi PUBG. Ê, bị lừa. Ê, bị lừa. Hê 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 hê. Nó kinh vậy. Lê Văn Vượng, hé lô chị gái. Hello Vượng, thúi nha. Nghe nhô. Nghe nhô. Ôi. Ông nào vừa lao lên đấy. Ôi con này nó yếu lắm rồi kìa. Muốn non thế. Rejoice now. You can. It is me, Liliana.
Bắt về nha, mày bị điên Quang à? Quang Trung, ghét quá bà già. Hello Quang Trung nha. Trời ơi, nó đòi bắt tôi kìa. Trời trời trời, nó bắt tôi kìa. Bắt cái thằng bố mày bắt. Nó lôi cả tim nó ra mọi người ơi. Nó bắt được mình rồi. Em cái thằng gì nó vừa chạy được nhỉ? Cái thằng gì? Cái thằng gì nhỉ? Hay quá. Hay. Hay vãi nồi luôn. Tớ đố không bắt được con Vera với nó đấy. Tớ đố là con bắt được Vera với nó đấy. Hoàng Sơn, võ không cao vậy. Hello Hoàng Sơn nha. Ui trời ơi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay rồi, hay rồi. Bố mình nó nhanh thế. Nguyễn Tiến Bằng, fan cứng rồi chị SS. Hello Tiến Bằng nha, hello bạn. Fan cứng add Facebook nha. Chờ tay trái mình ù dã man đây. Ù dã man ù luôn. Úi, nó kéo tim xuống kìa. Được rồi. Hoàng Sơn, vợ em đưa vào hư hư. Chưa lắm, nó về nhà rồi. Chan Anh, còn slot không chỉ, mặt cười chảy nước. Mình còn lắm. Ồ, tay trái ù lắm nha. Chưa giờ mình thấy tay trái ù như này cái. Hơi sợ. Ôi. Ấy của nó cũng kinh phết. Người âm phù, tôi vẫn fan cứng. Nè, đang đi vào phá chu ạ. Ê, ơ kìa. Sao lại ấn vào tốc biến làm sao đây? Ấn vào tốc biến làm sao đây? Bị gì đây? Ôi, ù thế. Ù tay trái, từ từ mình sớt ù tay trái. Đó, ù dã man luôn mọi người ơi. Cảm giác như kiểu, cảm giác như kiểu ù cực. Chưa bao giờ mình ù như này cả. Chờ mình tí nè. Dạ, hoang mang. Minh Chung Horony Wing. 9 lưỡi. Nguyễn Quyền, sông hơi đi. An ally has been defeated. Time to win. Near sound do I cause, for I run on soft paws. Ôi mình chết được 5 mạng rồi cơ đấy. Đồ. Your tower has been destroyed. Con lợn nữa này. New Jersey. An enemy has been defeated. Liliana. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Ôi, đau đây. Má đau vậy. Không ăn thua rồi. 30-26. Đập trụ nhanh không Hoàng nhưng mà. Hoàng Văn Vũ, hello bà già. Hello Vũ nha. Hello Vũ nha. Thần trùng á, con game đấy phải tải phải mất tiền đúng không ạ? An ally has been defeated.
Trò chơi làm gì? Chạy đi chứ. Nhà thì không đẹp. Trang trừng, em xin sửa lót tên nè. A fox with nine tails from Earth satellite. Chả sao bé phải tự vào thôi. Phải tự vào thôi. Cuối rồi. Cuối rồi. Bùi Hào, đừng có ăn đuổi báo nha bà già. Đặng Lanh, trận sau em chơi với Zen. Your tower has been destroyed. Soft pause. Hồng Son, hè lù chị nè đáng yêu nhất Quảng Ninh. Chơi nó, chơi nó. Ủa. Trang Trần, vào bên trước CB đi ông già. Ui, đau đấy. Vãi nồi, chiêu xa thế. Xa thế. Oh my god. Hồng Son, dư slot không em chơi với chị mình. Mình dư các bạn á. Tại sao bạn cứ tự vào đi nha. Tại sao mình đánh danh không chơi với tiếng Anh đâu. Ui, nó lao tứ phía về luôn kìa. Thua rồi. Mình thấy không khả quan cho lắm. Đặng Lanh, mở tim 5 DC. Shunizu Bavalhor. Ê! Mình đi ngang đường nó luôn. Ôi. Chết rồi, chưa kịp ấy. Phạm Thi A Kim, chưa kịp luôn kìa. Cho đánh chung với idol. Ừ, hay đấy. Hay vãi luôn. Thua rồi. Âm Đức Phi, này đáng liên quân hả chị? Hello Đức Phi nè, hello em. Quá ghê gớm. Bùi Thanh Trình, Hilu. Hello Trình nha, hello em. Anh chỉ thích xem bắn PUBG á. Em vẫn bắn mà. Thỉnh thoảng đổi game. Team nó combat hay vãi đái luôn. Pháp Đăng, xỉu trước đây. Ok bạn nha, chúc bạn ngủ ngon. In nights shining bright, all bathed in pure white. Nguyễn Chính, hết tin chữ Lanh Bạch Kim nên hơn non. Forest or meadows, a friend of the shadows. Đâu, có mỗi ông ai đây. Ông An ally has been defeated. Ôi giời. Team nó không có bắt được đâu, phải chạy thôi. Phải chạy thôi. Danh gì dù chỉ. Phải chạy thôi. Mình danh con bạn ạ. Danh bé thôi.
Rejoice now. You can. It is me, Liliana. À, núp 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 cái thằng bố này mình ta nhìn thấy rồi nha. Pháp đăng, ACP đăng với rồi đăng ngũ, trừ. Ôi, không nhằn nhòi tôi nói luôn nè. Tuấn Vy, chị yêu em danh con. Thì mình đang thấp mà, phải đen con à? Mất ngay cái chỗ rồi. In nights shining bright, all bathed in pure light. Nguyễn, em chơi với. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Kill. Enemy ultimate. Enemy double kill. Boom. Tuấn Vinh, cho em chơi với chị Hoài. Nhanh lên thôi. Đau lòng quá. Bàn thì ép vừa em mini. Well. Theo cái chữ thất bại của nó to đến thế nhỉ? Hello, anh Hoài Vũ nhá. Hello anh. Không Win à? Không chơi đâu. Không tiếng Anh đâu. Lý lẳng lơ, bắn TBZ đi. Trời ơi, bình thường em bắn có anh có xem đâu, hôm nay kêu bắn PUBG đi. Không, không đánh thường đâu kìa này. Không đánh thường đâu. Không, em không đánh danh tinh anh đâu. Phản em không đánh danh tinh anh đâu. Lấy lại tinh thần đi em. Kêu anh lấy ác khác là chơi. Ủa sao team nó không cấm con gì vậy? Quân rách, chào nè mà không chào lại nhá. Hello quân rách nha, hello anh. Opponent's turn to pick. Bà già có trong đây không á? Ủa? Lý lẳng lơ, giờ lại chuyển sang game này rồi hả? Ôi, chơi Vera kìa. Mày chết, tao chơi Nata mày chết. Tao bắn Miss Chill mày chết. Mình add fan cứng rồi bạn, bạn cái fan cứng rồi mình add game nha. Tinh Anh cũng bình thường không, mình không chơi Tinh Anh trở lên đâu. Mình danh thấp, mình đánh thấp luôn, mình còn 50 kim. Sau từ từ đợi tôi vô chơi với nhá. Thì tôi mở phòng mà, vào được hay không là do ông chứ. Có phải do tôi đâu. Ê Trang ơi, chơi ác nào vậy hả Trang? Đang kim cương đúng không? Your
to pick. Tìm nó kinh quá. Ôi, bên đó là Vera hay Azenka đi support. Azenka là con support à? Tuấn Bin, em cao thủ không vào được. Không, bạn phải tự cái fan cứng trước, mình add sau bạn nha. Bạn cái fan cứng trước đi. Ừ, ok. Ok, ok, chị nhớ rồi nha. Uầy, con Nata này không đi với Bandung được. Mấy lần mình đi với con này, mình đi mấy lần mình đi với cái con Bandung này. Ok, ok nha, ok nha. Danh tranh lệch em không chơi được. Thì mình bảo mà, mình mới có bạch kim thôi nên mình không chơi với tiếng Anh đâu. Mình đánh ngu lắm. Mắc công mọi người vào, mọi người thấy mình đánh ngu, mọi người lại chửi mình. Thế nên là mình đề ra luôn, mọi người chơi, mọi người lấy ác kim cương trở xuống thôi. Mình đánh gà lắm, mình không đánh với cả tiếng Anh được đâu. Hề lo bà xà. Xong rồi chẳng may đánh với mình thua, xong rồi lại chửi mình đánh ngu. Đây lên đồ còn chả biết lên đồ. Ê ơi đùa, nhìn nó kìa. Skin đẹp vãi nồi. Trang Trần, đúng đúng CT với ta đi ra cho hội BK đánh đi à. Cái clip ở trên kênh của anh Tổng thống Vred ấy, TTV channel ấy, mọi người chửi quá trời. Chửi là gà nọ kia, đánh ngu gì thì buồn buồn. Các kiểu con đại điệu. Hong Son, mất quan điểm ha ha. Đây này, đánh với con Badum này. Cứ bao giờ mình chuẩn bị ra chiêu hay là chuẩn bị ra ulti gì đấy là bắt đầu nó khóa lại thôi. Ôi, con Vera của nó không phải dạng vừa nha. Không phải dạng vừa luôn. Yoi Nguyên, hello Nini. Hello anh Yoi Nguyên nha. À chào anh Hiếu Tên Nguyễn nha. Hello anh. Đâu có cái gì chính nghĩa, cũng là vì lợi ích thôi. Mình ghét con Vera ở cái chỗ nó có chiêu 2. Hóa đau vách cả nồi luôn. Ở Azenka support thật kìa. Tuấn Bin, nên dày hồi chiêu trước chị. Hình như không trúng. Vũ Duy, con này lên hút máu chị ơi. Vậy á? Ở bên trong này vẫn còn, bên trong bụi vẫn còn đấy. Tuấn Minh, lên giày hồi chiêu trước chị. Đánh còn đang ngu bảo mình lên đồ, mình không biết lên gì đâu. Không biết lên đồ đâu. Mình chỉ muốn con này nó cơ động hơn một tí thôi, nó phải chạy nhanh. Cái nào màu xanh là chị lên bao win. Không đùa đâu. Người ta đang muốn học lên đồ đấy. Đừng có dạy vớ vẩn. Trang Trần, bà một lúc là dối, mặt cười lộn ruột. Không biết nào mà lần đâu. Đấy, mọi người thấy không, mọi người thấy không, mọi người thấy không, vãi nồi luôn. Tuấn Minh, chị vào tốc độ cháy. Cay vãi nồi luôn đấy thề. Nhanh thế vãi nồi cái con. Một hát đăng mai cho bé fan cứng nhớ. Chụt. Fan cứng á, bạn phải tự cày thôi. Fan cứng làm sao mà cho được. Ê
thức ăn của người đó. Fan cứng không cho được. Fan cứng là phải tự xem like mói, nhiều mói. Cơ rành gì rồi nhé. Lại hỏi rành gì. An enemy has been defeated. Ngoài cũng ác. Nhi ơi Nhi, hay quá nè. Con ai dàn cài này đang ngồi ác quá. Ai đù. Mình đánh thường một cái là có phải là mình có mình có cái này còn có một mạng như vậy. Hay đâu mà hay. Đánh thấp đấy bố ơi. Bạch kim đấy. Thành gà đấy. Hồng Son, solo không chịu nghe. Hàn ngạc nhiên chưa? Trang Trần, xì có thấy comment của em ở cái kênh top top kia không? Ham. Ham. Onslaught. Double kill. Pháp đang bất ngờ chưa thằng Lai Hiểu có fan cứng yêu luôn nhớ. Không. Yêu thế nào? Không bị ảo ma à? Cho em quá 180 phút à? Hả? Triệu Tâm, hê sờ lô hê sờ li li. Nghe nhô Triệu Tâm nha. Hello. Đấy, tôi hận ông vãi cả nồi luôn. Trang Trần, em POC chuyên chơi về vô thỉnh thoảng chơi LQ ớ đọc comment sôi móng. Đấy, mà thế chưa? Chả làm gì, tự nhiên bị chửi. Đấy. Nata này không thể đi chung với Bandung được. Không thể. Má nó có hùng hục nó lên kìa. Đau thế. Ma còn hết mana. Ma còn hết mana. Hết mana. Xin ôi giời, Tuấn nghẹn này. Con gấu ấy đã không cần mana rồi. Để mana cho tớ đi. Cậu buồn cười nhỉ. Cậu buồn cười thật đấy. Đấy, chết chưa, cậu bị bắt rồi kìa. Chấm than 75. Chấm than 75. Ai phải dùng số chứ. Gấu bị bắt ơi, gấu bị bắt. À! Nè, mày bị tao lừa. Chữa tâm, tí chị chơi Adam đi. Chơi gì? Adam là con gì? Yếu má. Adam là con gì? Đâu mình chả thấy cái comment nào bảo mình chơi Adam cả. Tuấn Bin, chị hỏi nên đồ theo sách giáo khoa à? Đúng rồi bạn ạ. Đúng rồi bạn. Tại vì mình không biết nghĩa của từng cái đồ lên nó là gì ấy. Wow. Ôi trời ơi, nó giết tôi rồi mọi người ơi. Mặt mình.
legendary. An enemy has been defeated. So sad. Your team has destroyed a tower. Triệu Tâm, anh Dung. Độc gia, làm chuyện chính nào. Chờ tí. I'm on my way. Vũ Quang Mạnh, Hi, Thái Hữu. Hello Quang Mạnh nha. Hello ông. Chơi nó luôn. Sợ gì. Ôi dồi, giật cá mình. Đào Hoàng Anh, này chị không chơi bắp gì hả? Không em, hôm nay chơi Liên Quân một chút xíu. Mình phải đánh cho mọi người biết là mình đánh ngu để mọi người đỡ hỏi nhiều ấy. Ủa, team nó đổ luôn. Triệu Tâm, chị chơi Triệu Vân X. Mình không biết chơi Triệu Vân. Bắt thử có ngộ không xem. Úp. Ở sao nó về nhanh vậy? Nguyễn Quang Hưng, chị múa floor đi. Cũng không biết chơi floor luôn. Đây, mọi người thấy không? Rất là kiểu phá game luôn. Vũ Duy, đi bộ nhặt hoa dễ bạn. Ra ngoài này bạn. Ôi. Chị like PUBG ác này luôn à? Chị là sao nhỉ? Pet này, chị like PUBG pet này luôn. Chị like chính game PUBG em ạ. Còn game này chơi cho vui. Chơi cho vui mà mọi người cứ vào mọi người chửi Bạch Kim 1. Yeah, Bạch Kim 1. Hello Tiến nha, hello anh. Mình mở phòng nên là mọi người cứ vào thôi. Đây là chẳng qua là mình bị chết một mạng thôi mọi người ạ. Để mình bị... Nếu mà mình không chết một mạng thì chắc là mình cũng chưa chắc là MVP. Nguyễn Tiến, anh xin slot. Mình còn 2. Mọi người vào nhưng mà mình chỉ chơi danh thức thôi. Mình của bóc mà. Ở thì Bạch Kim mà, đấy lại vãi Bạch Kim. Người ta bảo rồi còn gì nữa. Người ta bảo ngay từ đầu là người ta bỏ Bạch Kim còn gì nữa. Sau này vào mấy ông cứ thấy đánh ngu không rồi. Không biết là đồ mấy ông chủ. Đừng lên tin anh nhé. Mình chơi danh, mình tự chơi ấy, không chơi cùng team ấy. Thì cao nhất lên được Kim Cương 1. Xong hồi đấy nghỉ chơi con PUBG luôn. Hay chơi hay thế á, ui giời anh ạ. À. Đánh danh cấp thôi. Chơi được như này chẳng qua là đánh danh cấp thôi. Chơi hay tí còn gì. Nhưng mà phải chơi nhiều danh cấp thì mình mới lên được tay đúng không? Mình đâu có đánh thường xuyên. Biết rồi, biết thằng Sơn rồi. Mình đâu có đánh thường xuyên đâu. Mình thỉnh thoảng mình mới chơi. Tháng mình chơi 1-2 lần. Tháng mình chơi 1-2 lần. Tại vì game chính mình chơi PUBG ấy. Không vào được nè béo ạ, mình tinh anh nó không cho vào mặt cười rớt nước. Ừ, tại vì là hình như là có. It's your turn to pick. Mọi người team đánh con gì không? PD mình pick cho này. Vũ Duy, Toro Diazi. Không. Thiếu Duy đừng có mà suy dại nhá. Solo support cho Toto đi rừng à?
Lên tiếng Anh đi chị, em kéo. Chị nha lên. À, tiếng nó đánh Nguyễn Nata rồi kìa. Hello chị. Má, tiếng nó đánh Nata rồi, mình chơi con gì được. Mình phải chạy. Chơi Nata là mình phải chạy. Con nào khóa được Nata nhỉ? Con nào khóa được Nata nhỉ? Chị Mít. Tuấn Bin, kéo chị lên cao thủ. Không đeo thuyền chưa chắc đã được. Đeo thuyền đi. Hay là đeo thuyền. Đeo thuyền. Mình thấy con đeo thuyền hơi sai. Ui vãi nổi, team nó có cả Chrissy là sao? Cà phê ni con này khỏe vãi nổi luôn. Mình thấy nó khỏe. Ở nhà nhanh mình ạ. Chả hiểu sao mọi người vào nhanh được. Nhầm mọi người vào nhanh dã man. Em vác DRZ rank cao thủ suốt mà. Đánh Kayo không biết đánh con đấy. Kali chứ. Kali hay Kahil. Mình không biết đánh con đấy. À hello Long, hello em. Chào Nhân nha. Chị còn 3 slot. Để Trang chơi 2-3 trận xong rồi mình bỏ phòng cho mọi người. Hello Như Ngọc nha. Chị đang bạch kim em ạ. Tuấn Bi, mùa này ngon khỏe. Chị không hay chơi game này. Thỉnh thoảng chơi thôi, tháng chơi 1-2 lần. Nên là mọi người đừng có chửi nha, đừng có chửi nha, đừng có buông lời cay đắng của mình. Thích chửi mình á, sang PUBG solo, ok. Ui giời, cái PC của nó kìa. Nguyễn Minh, ai chửi đâu. Đây, thế thì em chưa biết rồi. Chị vừa đánh xong ấy, xong mọi người nhìn ra chứ. Vãi nồi bạch kim. Người ta không mấy khi chơi đâu, khổ ghê. Ủa, Nata như kiểu tét tướng ấy. Lý Tiến Trọng, tiêu vậy ai chửi. Mình nhìn mấy con mà nó có skin ấy. Là như kiểu người ta cũng phải chơi lâu rồi, người ta cũng phải đầu tư vào ấy. Ủa, ngày xưa mình nhớ nó là cái chào mừng bạn đến với Bình Nguyên vô tận. Nó nói thế mà, sao bây giờ nó lại chào mừng bạn đến với Bình Nguyên vô tận, sao lại thế nào? Nhưng đấy chị chịu. Được cái Nata nó đẹp lính nhanh vãi. Đánh vào lính. Má nó, cái con điều thuyền này đánh vào lính. Úp. Đánh vào lính cơ mà. Will ultimately cover everything. Nút cỏ đánh mình đấy. À, nút cỏ đánh mình đấy. Mình đoán thế. Ôi, nó ăn rừng kìa, vãi nồi. Vãi nồi ăn rừng. Bùi Hào, xê để ăn lính đầy chỗ ánh. Chết con ạ. Mày chết. Ôi, vãi nồi. Nó dùng cái gì đấy? Nó dùng cái gì vậy, tốc biến à? Ôi vãi nồi, nó ta đi rừng. Ôi nhưng mà sao nó chạy được? Lý Tiến Trọng, cài đặt chỉnh ăn lính đầy trụ. Mình ấn đây, mình ấn vào lính đây nhưng mà nó cứ lao ra cái con nó ta đấy chứ. Thế cho cái tầm đánh của nó ngắn hay sao ấy? Ai giải thích hộ mình pha đấy cái? Đây. Phạm Minh Quang, rất là cay. Rất là cay luôn. Đấy rồi, khóa để cho mình ăn ạ. À. Biết rồi nha, cảm ơn Sơn nha. Looking at the prospering dragon kingdom fills me with joy. Là ta hack điền là hack cái gì? Điều vừa thôi nha. Hay chị ơi. Hello Trang nha, hello em. Hi về. Ai giải thích hộ mình đi. Giải thích hộ mình tại sao nó lại tốc biến được đi mà trong khi nó cầm rừng mà. Nó cầm rừng mà. Vũ Duy, ái già chị tinh phết.
This feels so đã bảo cool. Rồi chị cũng chơi nhưng mà chẳng qua là không đủ nhiều để cao thủ như mấy bạn nữ khác thôi. Miss, hay là đánh thằng Miss. À, ok Hoàng chị hiểu. Vũ, bọn này chui vô nhanh đi. Chết. Tuấn Nghiện toàn đánh con gấu. Beneath the facade of prosperity. Vũ Duy, nhưng mà nó hack thì mới bay được chứ. Không. Mặt cười lộn ruột. Vừa nãy là chiêu của Enzo. Chiêu của Enzo kéo. Enzo vừa nãy bảo rồi, vừa nãy là Enzo kéo. Come, I will show you my favorite storybook. I will show you my favorite storybook. Đấy. Hôm chơi thì không ai xem. Xong rồi hôm không chơi á thì mọi người cứ hỏi bảo mình cho PUBG đi. Rất là buồn cười nhá. Buồn cười lắm luôn đấy. Vũ Duy, thế mà em tưởng hết. Snow will ultimately cover everything. Sao con này còn nói biết làm sao vậy? mình ấn ulti thôi mà. Nè. Trần Trung Kiên, hello bác gái. Yêu gái nói hello Kiên, hello cháu. Hôm nay bác chơi liên quan này. Cháu thấy không? Enzo chết này. Looking at the prospering dragon kingdom. Ai nổi. Má. Hoàng Văn Vũ, lại tới mấy giờ gì? Mình lại đến 11:30. 11:30. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. Shut down. Double kill. Where water turns to ice. You shall find. Thả luôn dưới chân chơi đưa thuyền không cơ đồng. I will show you my favorite storybook. Your team has destroyed a tower. Phan Hiệp, Nene và Diêu Thuyền. Hello Phan Hiệp nè. Tuấn Bin, em ngủ đây chị Hoàng. Ok ạ. Các bạn ngủ ngon nha. Đâu đây? Bye bye Tuấn nha. Bye bye bạn. The future ruler of the Dragon Kingdom. Vũ Duy, sao nấu vui vẻ không mọi người ơi? Your team has destroyed a tower. Beneath the facade, bloodbath. Dark currents flow. Cho con Nata bên nào. Chơi luôn. An enemy has been defeated. Mày chết, bố mày ghi mày coi. Bố mày ghi mày. Bố mày ghi mày nè. Hello Lý Trang nha. Hello anh. Mày chết, bố mày ghi. Tao ghi. Nhanh đi.
Chu Viện, chơi nhiều là lên trình như cao thủ. Đấy, con bảo là phải chơi nhiều đúng không? Chơi nhiều thì mình mới học được đây, mình có chơi nhiều đâu. Sao lại bảo mình đánh gà non này kia? Người ta là chơi PUBG thôi, mày má. Đau nha. Đau nha. Sợ hãi các kiểu. Ơi, ơi. Butterfly kìa. Bùi Hào, điều khiển phun chí mạng mới mạnh xe, mặt cười lộn rồi. I will show you my favorite storybook. Your team has destroyed a tower. Chơi 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 chơi. Legendary. Ờ, tưởng nó bắt Alice mình cơ. Emily hả? Looking at the prospering dragon. Phải dùng cái đầu. Mình không có ấn tượng với con này. Mình không có ấn tượng với con này lắm. What? Anh nó đã về rồi bao giờ? Who will it be? Ở bên dưới ạ. Vũ Duy, em đọc giáo án lên đồ cho chị bao nhiêu? Cảm ơn chuột thăm ăn đã donate sao cho này nha. Cảm ơn này. Trận sau không chết mạng nào á. Snow will ultimately cover. Nguyễn Thành Long, chơi con Caillou bà già. Không biết chơi con đấy, khổ quá, cứ bắt chơi, không biết chơi con đấy đâu. Biết là nó hay rồi nhưng mà chơi thì cũng có chơi. Đồ thằng Hồng Sơn. Thiết Phạm, được đấy nè, chơi nhiều kiếm cục vàng cho anh em lát mắt. Chờ kịp đầu ai phòng, ID phòng là 6307314 nha mọi người. Chúng ta chỉ chơi bạc Đặng thôi. Đúng, à, ơ, bạc nữa hả? Tony chơi rồi, sorry Tony nha. Hồng Sơn chơi rồi. Hồng Sơn chơi nhiều thế. Hồng Sơn chờ trận sau đi. Chrissy dễ chơi á. À hello Tùng, hello không? Mới lần đầu tiên tôi chơi liên quan là tôi chơi Chrissy đấy. Hello Hip nha. Hello Hip, hello ông. Nhưng mà chơi Chrissy á, từ lúc mà nó có nó bị gì nhỉ? Nó bị giảm sức mạnh với cả cái mana của nó phải sử dụng cần nhiều ấy, nên là mình không muốn chơi nó nữa. Hồng Son, chơi đúng một game. Chơi một con gái đi. Tí nữa chạy sau. Chạy sau đi. Mày thử một gan ga đi. Mày thấy con đấy hai fake. Mày hai fake. Không, không đánh support đâu. Support Trang, cứ Trang đi rồi. Trang Trần, hí hí. Không biết mình có grab không nhỉ? Mình có thì mình cũng muốn chơi con đấy. Bói và không ấn à. Chơi Grab có dễ không? Khổng Văn Quân, đánh nắp đi nê nê. Nè béo, view cao PUBG nhất là bao nhiêu? Thôi tôi nói rồi ông lại ngạc nhiên. So với cái view bây giờ nhá, nó gấp mấy chục lần luôn đấy ông. Ngày xưa tôi cao view cao nhiều nhất là gần 4.000 view. View thật, mất thật. Nó chắc chẳng ai tin. Grab á, để chuyện sau. Grab để chuyện sau. Trận này đánh một gan ga. Hồng Son, em like được 4 view hi hi. Đấy là like thằng gần nhân. Hello Khổng Văn Quân nha.
đánh Nakoroth á, em không biết chơi Nakoroth. Con đấy nó cái chiêu gì của nó mà nó bị lùi về ấy. Em không biết dùng cái đấy. Hoàng Văn Vũ, Ezo đi. Ờ từ hồi mà ra con Ezo ấy là mình không chơi. Là mình không chơi nữa. Lúc đấy là mình không lên được kim cương 1. Team mình có AD rồi mà. Tuấn Nhiện suốt ngày chơi con Zuka. Vũ Duy, Van Hem. Tí nó bạn nào đánh mid đánh con Nata đi, mình chơi Grab cho. Tí nó thử tướng thử chiêu đã. 10 seconds remaining. Ô mình toàn chơi tướng cũ rồi. Em toàn chơi tướng cũ rồi. Nên bảo không đánh Nata không, tôi chơi con này. Hôm trước tôi bị thua bởi một team có con mồi Vanguard, nó đánh kinh quá. Team nó cũng trâu con bát hay lắm. Nên là mình muốn thử con này. Đúng rồi, Trang Trần đánh Alice đấy. Trang Trần đánh Alice đấy. Hello Quang Việt nhé, hello em. Thế nghe này chưa liên quan đến Thanh Tùng. Em chơi cả hai game. Combo là đi. Không, Veda còn tùy. Veda còn tùy. Mình cũng thích đánh Veda. Alistair không biết gì mà cái chiêu với cái chiêu của Alistair với Veda khó chịu. Nó khóa ấy. Lâu vậy đấy. Phải có Helen là con gì? Chị không biết Helen là con gì hết. Morgana gặp em khóc. Con này chạy nhanh mà. Morgana chạy nhanh mà đúng không? À đâu, nó đi chậm. Mọi người đi chậm. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Thì ai dập phim đá thêm chị không? Thuê mình đọc còn hay hơn. Dạ. Payna, có biết con Payna cho con hưu máu đúng không? Chị biết con đấy. Chị biết. Needle, speedo. Bùi Hào. Helen cái gì ấy? Tướng mới nhưng mang kỹ Zata năng Zata à? Zata đêm à? Zata mid à? Nothing starts the day like a shot of viper venom. Hong Son, Pena là Helen đấy chị. Thế á? Payna là Helen mới đổi tên à? Úp. Bùi Hào nhét độc vào miệng nó xê, mặt cười lộn ruột. Nhét độc vào miệng. Cảm giác nó cứ bị delay ấy nhỉ? Vũ Duy, anh em lập đi. Utmost power, everlasting damnation. Hey, tough choice. First blood. Vũ Duy, tí đá tim chị. Hà Tình đến xong qua dòng AM. Má tóc biến lên rồi mà không ăn được kìa. Mày anh thay em đi á, mày vừa dùng tao làm cái gì? Để cho tao để ý. Ôi mình thấy nó đi nhanh đấy nhỉ? Hong Son, thời nghỉ phải cùng anh. Needles.
Ôi giờ ta nó có cái chiêu kiểu gì à? Mọi người, nó có cái ulti của nó múa kinh vãi đái. Chuột tham ăn, hát bài đi nè. Nghe nhô nhuột nhá. Nghe nhô nhuột. Ê, ê. Ủa, cái độc của mình nó không thấm kìa. Đồ, nó có giáp, chứ con này hơi sai. Cho con đấy hơi sai. Nó có cái lớp giáp độc nó không đủ thấm. Rồi đã thử xem. Lúc bụi là né được ra ta hả? Ok anh hà tình nha, ok anh. Để thử. Where do I go next? Vũ Duy, con này hồi máu nhiều chi hổ báo lên. Ôi, tóc biến như cái quần đùi. Hello xem sớm nhất like. Tóc biến như cái quần đùi, mình bị vướng vào đá. Hà Tình lên trượng băng với sách truy hồn. So easily. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Đúng chưa? Đúng không? Hít phạt, thôi liên quân sinh ra không dành cho mẹ. Trời cho vui ấy mà. Needles. Tuấn Đức Từ, đeo mặt nạ vô. Sao nó lại lao vào nhỉ? Sao ra ta lại lao vào nhỉ? Như kiểu mới chơi ấy. Hình bước quay đời nhau. Đặng Thanh Tùng, nhìn pro chỉnh đồ tấu hài quá. Mình dùng nhầm rồi. Mình ấn nhầm ulti sớm quá. Tại vì ngày xưa hồi nó còn khỏe ấy. Hồi nó còn khỏe, mình hay để đến 3 xong mình ấn lắm. Hà Tình lên sách trước. But they must see. An enemy has been defeated. Ulti nó phải giảm nữa chứ nhỉ? Lê Văn Vượng, chị lai đến mấy giờ thế ạ? Ơi, cảm giác độc của mình nó cứ không đủ thấm ấy. Khổng Văn Quân, nó với tối đa ST. Hello Quang Hà nha. Đừng có xui dại mà biết mình đánh ngu rồi. Vâng, em vừa để 5 đấy. 5 nhưng mà là vào cái con ma lốc. Cái giày đi. Đổi giày á?
À, thế phải dùng giày gì? Giày gì? Thấy số trên đầu địch lên 5 thì anti nó mới thắng. Giày gì? Có vào 5 thì lúc đấy vào mơ lốc. Hôm nay tạm nghỉ chơi PUBG anh. Ôi là... Lên giày kiên cường hả? Bùi Hào, lên giày phù thủy. Người thì lên giày kiên cường, người thì lên giày phù thủy. Xong mình ấn vào bán đúng không? À, mình ấn vào bán. Tìm thì đang bạn đánh nhau trước mặt. Mình thì ở đây lên đồ. Chị còn chơi không để em vào. Còn, chị còn. Ok. Ấy, 5 rồi đấy. 5 đấy mà nó mất có nửa cây thôi kìa. Không ai cứu mình luôn. Bùi Hào, ra ta bay ngắm. Ra ta không biết chơi. Con này chỉ đi support thôi. Một con này chỉ đi support thôi. Không đi mid được. Mid mình không có cái bảng ngọc với cả không biết lên đồ. Lúc thì giày hộ vệ. Nào thế lên đồ nào cho chuẩn nào. Hồng son, giày hộ vệ. Rồi xong lên cái gì nữa nào. Rồi. Rồi giày hộ vệ đấy. Ôi, sao mấy thế nó đi chậm thế. Ê, thế mình mua đổi giày vậy thì mình thì con này nó có đi giày khác không? À đâu, đúng không? Lên chữ băng đi chị. Nothing starts the day like a shot of viper venom. Rồi thế. Lên giày hộ vệ rồi còn gì nữa? Hít bạc, lỗ tiền nghe vớ vẩn. Không biết lên đồ thật đấy, nên là mình đang muốn học thì mọi người phải chỉ mình tử tế, đừng xui mình linh tinh, không biết gì đâu. Có máy lắm. Linh phạm, mặt nạ đấy. Chết chưa? Mày vào ổ thôi con ạ. Mặt cái quần đùi. Điều là cứt. Hoàng Văn Vũ, Phôn Chí Mạc. Ê ơi. Sai đấy nhở, ulti của nó phải giảm nữa đi. Hôm con này bị ấy đấy. Ulti phải giảm xuống ơi. Mọi người mải đánh nhau mình thì cứ lên gì nữa. Bán phượng hoàng lệ lên trượng băng. Lên đồ màu xanh á chị. Xanh cái quần đùi. Bán phượng hoàng lệ. Phượng hoàng lệ là cái gì? Đây hả? Bán lên trượng băng hay lên trượng băng. Mua trượng bùng nổ được không? Hồng son, lên đồ theo con tim đi chị. Mà nó chờ lên đồ thì tim thắng bố nó rồi. Câu cái xui dại tôi nữa. Đùa cơ. Nó không chết kìa. Thiện chiến, lên thanh kiếm chị ạ. Không thì ít nhất cũng phải. Không thì ít nhất cũng phải vừa xong con nào đấy. Nam Khánh, vừa ớt xuống.
Vui vãi rồi. Vui vui đi cái mũi mọi người chỉ lung tao lung tung hết trơn luôn, không hiểu cái gì là toàn xui lại mình thôi. Henry Giang mega kill, ai mà lên sách đã bảo là không biết lên đồ rồi còn gì nữa, đã bảo không biết lên đồ còn gì nữa, có xui lại. Phun chí mạng chỉ có AD thôi. Thưởng còi, buổi đêm vui vẻ nè ơi. Hello thưởng còi, hello ông. Ok, Trang nốt nốt trận này là Trang sẽ nhường slot cho mọi người rồi. Là mình sẽ còn 4 slot nữa. Cầm flo đi á, trận này mình đánh nát. Trận này mình đánh nát. Ok, lên đầu theo top 1 nha. Chơi thử nó. Hello Minh Chết nè, hello em. Chị thấy ạ. Ờ, chị không nhìn cái đam vừa nãy của em, cái số kill ấy. Nhưng mà chỉ thấy hiện lên trên map lúc mà đang vào trận đấu ấy là giết được cái con nào ấy. Minh Chết, em chơi với chị ói. À nhớ, không phải đánh Nagaroth, đây mình đánh con gì ấy. Ê, con kéo kéo ấy. Hãy nồi, mình chưa mua tướng mọi người ạ. Mình chưa mua tướng thì làm sao mà chơi được bây giờ. Nó không chẳng chung. Hiểu như hí xê nè. Hello như hello em. Trận này mình đánh AD đọc rồi xem. Ê, ui vãi nồi, nó chơi có rác kìa. À nó cấm có rác. Nó cấm có rác bảo sao mà mình pick tướng không được. Ừ ừ ừ, đây chị vừa mới nhìn thấy. Hello Huỳnh Như nha, hello em, hello Huỳnh Như nha. Thưởng còi, cúc áo kìa nè ơi. Cúc áo đâu má, áo người ta bị sâu nó vậy ấy. Yên tâm đi, bao giờ tôi mặc cái áo này là tôi phải bên trong mặc một cái áo màu da nữa. Bao giờ cũng phải che đi chứ, trời, người ta live stream có cái gì đâu. Tự phải biết bảo vệ bản thân chứ. Con gái gọi nó là áo bra đấy không? Áo bra, ok. Cho con nào cũng được. Chị thấy rồi, chị vừa định chọn Grab mà về sau thấy nó cấm mất tiêu. Con này là Kali, không phải là Kahil mà nó là Kali. Thiết phạm, mặt cười tít mắt không cần bảo vệ đâu, chúng tôi hứa không nhìn. Kể cả mọi người nhìn thấy nó cũng chả có gì đâu, vì nó là một bức tường ấy. Ok bye bye Quyền nhau không vào được đúng không? Mọi người vào nhanh lắm chả hiểu sao luôn. Chắc là mọi người thấy mình đánh gà nữa là mọi người vào. Mũi Hồng Son, chị phát âm chuẩn qua Kali đó. Ờ, Kali mà, không phải Kahil mà là Kali mà. Dài ơi, người ta học tiếng Anh lại bảo người ta phát âm chuẩn. Đùa. Chuột tham ăn, trận này thua đẹp. Thua. Ừ, mọi người vào nhanh lắm Quyền ạ. Mọi người vào nhanh lắm. Thua. Bộ tóc chưa xinh gái hơn á. Em cũng thích tóc dài anh ạ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Trang Trần, Alice Phương Tăng. Nó là Kali, không phải Kahil đâu. Kali. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Kali, không phải Kahil. À, mình AD. Nguyễn Quyền, hẹn nè béo gì khác. Bye bye ông nhá. Quyền lực từ đó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Kali. Nghe thấy chưa? Kali. Nghe thấy chưa? Nghe lại này. Kali. Ok. Hoàng Văn Vũ, đeo khuôn phép đi. Không, con này mình biết thôi. Mọi người để đấy.
Mình không biết handle thôi. Thường còn, được gần năm rồi mới xem lại nay chơi game á. Làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Tăng sản ấm. Thường còn, bận quá mà. Ủa, vậy là phải để bùa đấy cho Kali hả? Ai biết đâu. Hoàng Văn Vũ, mạnh lắm á, từ duyên che nhiều. Ôi, sao con này nó chạy được như vậy? Sao con đấy nó chạy được như vậy? Hả mọi người, sao nó lại xuyên đá vậy? What the fuck? Hít phạm, giày thiên tường thánh chiến xong đao bão táp diệt thần cung nên giáp hộ mình. Không, mình không lên cung tà thần, mình không biết chơi cung. Nhưng mà hình như là đang để đồ lên cung hay sao ấy. Minh Đức, rành gì oi chị yêu ơi. Bạch Kim. Bạch Kim. Quyền lực từ nó không có sự phân biệt giữa thiện giả. An ally has been defeated. Tha nha. Vũ Duy, nó đi xuyên tường. Phong, nay chơi muộn vậy chị? Hello Phong nha, hello em. An ally has been defeated. Yếu quá. Thiên Phang, tứ lên nhanh và một món tóc đánh là đủ. Ơ chết nhầm. Xin con nha. Xin con xong tôi về. Vũ gì, tìm BN non quá. Không quả đấy chị, cũng tí chết đi. Giờ này ít view thế á, có phải mỗi mình tôi đâu không? Tôi like tôi bắn như cứt hết, thế là mọi người không xem nữa. Wow, tìm nó 5 mạng nha. Bảo cái ID tốt là mình ok ngay. Lê Văn Vượng, chị gái lại đến mấy giờ vậy? Mày một số ấy nha. Chị à? Your tower has been destroyed. Thường coi, năm ngoái thấy nhiều view lắm mà. Trong chiến tranh, mình lãnh duy nhất là cao chứ. Thôi em ơi, tìm nó xuống. Nè, bị khóa cái biết ngay. Không chỉ. Không. Mà chưa biết nữa. Nếu mà nghỉ sớm thì chắc là có đấy. Hello Tuấn Hoàng nhá, hello anh. Ôi, Tuấn Nghĩa đã 1-3 rồi. Vũ Duy, hai giày chạy cho nhanh.
Sisa hủy diệt đất trời. Ơ sao nó còn không thể chọn mà sao nó vẫn chạy được nhỉ? Lê Văn Hưởng, thứ gì mà chị bắn thì gọi em với nha. Your team has destroyed a tower. Vũ Duy, nội tại của nó. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Hay ha. Đi ấy. Tăng tạp ấm. Một trái tim tội lỗi. Trường Anh Sang, Teo Nát. Thiện chiến, lên sách thánh đi. Tim nó gáo cả tim lên kìa. An ally has been defeated. Vũ Duy, Teo Nát các ít đi lên phép hết rồi chị trả ai lên đam đâu. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Ta yểm trợ đây. Trong chiến tranh, bình đẳng duy nhất là đau đớn. Quán ít chưa đài. Sorry ông. Sorry ông nha. À gấu bị chê. Nói tục. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Cái gì? Nói cái gì bảo người ta nói tục. Anh ơi, tôi nói cái gì vậy? Một trái tim tội lỗi đã chết. Đỗ Trung Kiên, cây S nhanh tên nè. Chết mày chưa? Ôi giời, nó bổ cho kìa. Thiện chiến, lên sách thánh khỏe lắm. Quyền lực từ đó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Ôi. Vũ Duy, không thiên nghe nhầm rồi hay sao ý chị biết nói vậy đâu. Mặt cười lộn ruột. Your tower.
Cô Ti còn sớm hơn tí là ngon mà. Đau đấy. Hello bé. Chụp. Anh rồi đau đấy. Hello anh Vinh là tên á. Hello anh. Ủa cái đấy là con gì đấy? Aya hả? Con đấy là top à? Sao nó lại không 1-1 nhỉ? Cái team đánh nó không đánh à? Anh đều là tôi gì một bài hơn. Game đấy vẫn là game chính của Hoàng em mà. Hoàng Văn Vũ đánh cờ không bao giờ. Anh bảo nha, không biết đánh cờ. Tôi không chơi được mấy game PC đâu. Game PC chơi buồn nôn lắm. À, Tuấn Nghiện lại chạy. Gặp nó chạy mất dép. Cây à. Ta đã thức tỉnh. Nó chỉ con đấy chỉ dùng công ty để chạy thôi. Nó ngồi lên đầu đồng đội chị à? Con nào? Ai à? À, support á. Không, cái con vừa đấy nó đau vãi cả đau luôn. Chạy nồi Kali chạy. Đủ đầm mà Sơn. Má Hồng Sơn. Chạy đâu vậy? Lần bùi, phai sinh. Quyết cung là cái gì ấy? Là mua để mua cung tà ma à? À không. Em lo được mà 13, 15 game mình là hơn trụ nó. Vũ Duy, nó lật kèo. Mình cũng nghi lắm. Mình cũng nghi lắm. Hay rồi, mình không ăn được lòng luôn. Lê Văn Vượng, bầu rồi. Kia nó còn 3 đây à? Chết đi, tao cứ đánh vào cái nhà ấy. Ờ, tao cứ đánh vào nhà ấy. Ê, là mày làm sao? Win luôn, win luôn. Mày chọn nó lật kèo lắm. Team vào combat cũng hay ấy. Cafeini của nó đỉnh vãi. Cái con gì nó cứ nhập vào cái con Cafeini ấy khó chịu kì. Dì thần cung không biết cái đấy là gì hết ấy. Đừng hỏi tôi đồ. Đừng hỏi tôi đồ, tôi không biết đâu. Lên kim cương ngồi này. Sao lên kim cương ngồi này? Bùi Hào, chơi mà chơi bắn nhà. thua thì chả chơi à? Thua thì chả bắn nhà. Ở đấy con này à, ghét kinh. Ghét vãi. Hít phạm, diệt thần công đồ xuyên giáp chấn phái dành cho S. Ê, xin lỗi bạn nữ nha, mình không chơi danh tiếng Anh. Xin lỗi bạn nhiều. Mình không chơi danh tiếng Anh. Mình chơi danh thấp rồi để lên danh cho nó dễ. Trời ơi, nào mình lên tiếng Anh rồi mình chơi cho mọi người nhá. Your team's turn to ban. Đúng rồi, cầm con đấy đi, mình ghét con đấy. Vũ Duy, chỉ ghét thử với Tinh Anh xem đố chơi được game. Mặt cười lộn ruột. Nếu mà chị chơi được mới mất chị 100.000 nhá. Grab kìa. Grab kìa. Nào tải Grab lên đây là mình pick hit phạt. Chơi vui thôi chứ ne lên được tính anh, tôi thề về Nam Định đưa ne đi quầy.
Thôi, ông không muốn đưa tôi đi, tôi cũng không đi đâu. Ông đừng mơ. Vãi nồi, nó chặn Grab được kìa. Dùng miếng. Ngò Đức Việt, đẹp. Không ổn rồi. Vèo 2. Ôi, nó chơi Grab kìa. Nồi Triệu Vân. Ở đây chơi AD đi. Vũ Duy. Không có rừng luôn. Team bạn hành. Tên mày không có rừng luôn. Chơi con này cho nó cơ động. Chơi con này đi. Bùi Hào, gớm mấy huynh đài nhập nhanh thuốc su. Thôi ra được không? Ôi trời ơi, Tuấn Nghiện đi rừng. À, Tuấn Nghiện đi rừng. Tuấn Nghiện ơi. Tuấn Nghiện ơi cậu ơi. Không biết chơi con Minh Châu, cả... gánh em với. Kali, không phải Kahi. Hello Nhật Chùa nhá. Nhìn bà Net chơi theo cũng hạng 2. Này, nè. Vừa nay trận kia mình cùi vãi trưởng mà hạng 2 á thế á. Ôm, trận trước mình nhớ mình chết hoài. Aizuka đấy á. Aizuka đấy. Anh chip đấy. Anh chip đấy. Anh chip đấy chàng ạ. Hello Minh Châu nhá. À em hạng 2 à? Thế sao phải hạng 2? Sao phải chị hạng 2? Chị lại tưởng chị hạng 2 thật. Trang ơi đừng cười. Trang ơi đừng cười nha Trang. Hello Minh Châu. Chị còn đánh như cơ, chị còn đánh dai mấy kim này. Còn đấy có chịu cuối ai cũng bảo nó đánh. Mặt cười lộn ruột. Cái nào? Cái nào? Con nào đấy? Ông nào Yuka, ông chip đấy. Ông chip đấy. Hello Vũ Kim Mạnh nha, không bạn ơi, mình bạch kê mà. Mình cùi bắp. Ai, giờ đau ấy. Hít phạt, Kali. Trời ơi, đánh con này hết thôi. Tuấn Nghiện đấy, cậu có ăn của tớ. Cậu buồn cười thật đấy. Đây là cậu lên trên vanh tim đây kìa. Phòng son, hôm nào sâu lâu không nhỉ. An enemy has been defeated. My loyal subjects, my loyal. Cái này chịu nha. Nó không thấn. Hồng son, có con blue chả ai chịu nhìn ai. Nó vẫn bị khóa kìa. The shackles of destiny have been broken. Hít phạm thì mù mắt. Anh chết đi rừng. Ê, ê. Ôi đánh con này hết thôi. Không thấy Chrissy si bên nó đâu cả. Trang Trần, vâng Hero tốc hành. Chị dùng tốc hành đấy. Chị dùng, chị con này chị toàn chơi. Chị toàn chơi tốc hành để đuổi thôi. Mày cứ bắt bố mày đi. Chết cha mày chưa.
enemy has been defeated. Thiết bạc, người phây về ăn máu trụ không về tế đàn thôi. Trying to run away. À, cứu. Bùi hàng của xe nội tại nó tăng tốc chạy mà. Nhưng mà chị muốn thế để đi cho nó nhanh ấy. Má tí chết. Ôi bị kéo ơi. Nothing can stop me. Mày chết còn. Ở đâu? Nó yếu lắm rồi kìa. Bắt nó về đây thôi. Bắt nó. Bây giờ đi ông ơi, nó yếu lắm rồi. Dừng chúng ta một hai. Ai đồ chan chan nhớ hay đồ chan chặt chan. Đấy, chị bỏ con Zuka đã bỏ rồi đấy. Ông bỏ con Zuka hôm qua ngộ không luôn này. Tuấn nghiện chưa ngộ không này. Có được chơi chung không? Có vậy đó, mình đang mở slot cho mọi người nè. Ai? Nó hô vãi nồi luôn. Chuyện này thua rồi. Hoàng Văn Vũ, mơ chờ đây. Hello Đức Lương nhá, hello bạn. Không, mình vẫn chơi bắp thi. Mình vẫn chơi bắp thi. Phải nổi. Vớm thế. Vũ Duy, cuối cùng chị Ne bị hành he he. Con này chậm ạ. Chị thấy nó vẫn bị chậm cơ. Wow, skin đẹp vãi nồi luôn. Chan chan, tin trận rồi gánh còng lưng. Tôi để cho ông ăn rồi ông lại để tôi ăn vậy. Á, à, nó kéo. Á, à, nó kéo. Ui, chị. Anh đứa ăn, anh đứa hài anh ơi. Trời ơi, rồi gái cầu lưng mình thấy rồi. Trận chốc mình chơi theo nát đúng không? Mình chơi mình thấy mình gà quá. Thế như mình, đúng rồi. Mình chết còn nhiều hơn cả giết nó hay sao ấy. Trang Trần, ăn hải, mặt cười lộn ruột. Trận này chắc lại team gánh mình rồi, 14 chuyến team gánh. Để team gánh mình thôi. Mình đi treo nó vậy. Hong Son, càng lên rank chị Ne càng chết thảm hơn cho mà xem ha ha. Kéo cái đập vào mặt tao này nó kéo. Ôi trời, tao chạy nhanh đấy. Thiết bạc, mặt cười tít mắt đúng là không trông chờ ở liên quân được đi chuyển nóc vãi. Kéo tao đi, tao đang núp bụi đây. Kéo tao đi. Nó kéo, nó kéo. Thử gì, lành cây gì vẫn ổn lên kinh anh xem. Bắt được ạ. Đen thử lùi luôn. Chan chan, không ngủ cứ đi lên đi xuống thế nhỉ. Em ơi, Vlog của nó yếu lắm rồi mày không. Nó kéo. Nó kéo. Thổ thân ngộ không? Thổ thân ngộ không? Em không chơi con này nữa đâu mọi người ơi. Con này tiếng nó kinh quá.
Bùi Hào, con khỉ này vô hại xe à? Mặt cười lộn dịp. Mình và khỉ mới chơi. Khỉ còn mới chơi ít thôi hơn cả mình đó, nên là mọi người thôi đừng chửi mình. À, kéo là kéo má. Em má ơi luôn. Gặp cớm, gặp cớm. Gì? Anh Ngộ không ghè gãy gãy. Kéo quá. Oh my god. Đang ở trong bụi. My loyal subjects heed my call. Mày chết. Giết bạn mày chết. Giết bạn vào chạy thẳng nó trả kéo chính. Mày chết. Ôi mình là một kill gì đấy. Mình chả biết mình là một kill gì luôn á. Bắt nó luôn. Bắt nó. Bắt mày. Mày chạy à con. Ủa sao đam yếu đây. Nhìn nó kéo em cũng phát tim vãi. Nhìn nó luôn tim buồn cười đấy. Phát tim yếu ấy. Yeah, có hai bạn mọi người ơi, team mình chết rồi mọi người ơi. Mình đang đánh trụ nè. Biến thị Minh Châu. Cây cây cây. Ok, lắp nó kéo. Ok, chết 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 chết. À, lúc mà mình nhìn xuống là mình có cái tốc hành ấy. Lúc đấy nó còn có 55 giây. Thế là thôi mình biết là mình tèo luôn. Vũ gì tham lam. Mình tưởng có con nào nó cứ đứng ở đấy. Nhìn lên thì thấy bố Richter. Ai ngờ đâu tính vào bảo vệ bố nhưng mà thôi chết cả hai. Ý thì mình cũng đép lính được một con mà đúng không? À không phải đép lính gọi là gì? Mình khổ. Gọi là gì? Làm chậm. Không đánh giữa là mình đi xuống đây mình chơi con này. Xuống hết hơi. Nó kéo. Nó kéo. Non. Onslaught. Your team has destroyed a tower. Trang trần trắng. Có điều vậy. Ủa, non là cũng không được hả? Nothing can stop me. Hít phạm, nghe ứa gan nhỉ. Nó bảo mình bị ấy. Cái gì hệ thống, cái gì. My loyal subjects heed my call. None. Vũ gì non như này. Ôi trời ơi luôn. Kìa Tuấn Nghiện, Tuấn cậu. Thêm nhiều chuyện nào vào đấy được hả? Ờ ok, rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Lần đầu đi khịa vào cái kết. Yeah! Chưa lên kim cương.
Ủa, Ala cho mình đi các cậu ơi. Vũ gì, phải kéo dài ra chị à? Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Vãi nổ, mình đánh như thế này mà nó cho mình có 9.6 thôi á. Mình xếp hạng 4 mọi người ạ. Đủ. Tuấn nhẹ ra ngoài đi cậu, ra ngoài thì chớ mua mời được chứ. Trang Trần, phỉ 357, mặt cười lộn ruột. Hello anh Hà Nội nha. May quá, không cùng bậc rank, không gặp trận nào dập trận đấy cũng vui. Tôi đố ông đá chim rồi gặp tôi đấy. Chắc là một xíu nữa chị nghỉ tầm 11:30. Một trận này, hai trận, một trận nữa. Trận này xong rồi một trận nữa. Thỉnh thoảng đổi gió cho nó đỡ buồn. Chứ mình bán mãi mình cũng chán. Mọi người biết đấy, không ai chơi mãi một game đúng không? Mình chơi Grack. Mình chơi Grack. Mình muốn chơi Grack mọi người ạ. Muốn chọn... mình không có tướng. Mình không có tướng. Vãi nổ, không có tướng. Vì mình không được chơi nên là mình cầm ra không gặp được. Chị không có, chị không có tướng. Ơ nhưng mà đánh thường hay đánh hạng? Đúng rồi. Đúng rồi, chị không có con đấy. Không có á. Trang Trần, bài em đi ăn, mặt cười lộn. Ok, bye bye Trang nha. Thế nên mới muốn cấm. Lê Thành Phát, trận sau còn hả? Đánh không à? Trận sau mình còn đây, mình còn chơi một trận nữa. À, ý ông nói ông cao thủ, ông nói luôn ông cao thủ đi lại còn. Chị có flow à? Chị không biết là chị có flow luôn đấy. Là view, mình ghét con đấy. Hà Nội lại còn quy lem nữa chứ. À đây mình không lên mắt thì chắc không nhìn thấy con quy lem á. Chậm 1 giây. Chịu khó trận sau. Nhanh hơn nha. Chàn chàn, gù y. Trận sau. Trận sau. Vũ Dương, thử lên phép đi chị bao khỏe. Anh chị phần nào có đó là xong luôn. Xong. Xong luôn. Không ổn rồi. Chan chan, anh chị thể hiện đi ạ. À? Cái số 15 ở bên cạnh đấy là cái gì hết mọi người? À là sổ thiên mệnh hay sao ấy hả? Nó có ba cái tròn tròn ấy cạnh cạnh mấy cái tốc biến hay là cái rừng ấy. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Nó là sổ thiên mệnh thì phải. Vũ Duy, ai đó hãy đưa chị lên cao thủ để nếm mùi vị hành. Trong chiến tranh, bình đẳng duy nhất là đau đớn. Chị không lên cao thủ đâu. Đến gà nên không lên cao thủ đâu. Ủa mình đi đường này đúng chưa? Hít phạm, hiền ở đâu má xứ?
trời bóng tối, ta sẽ soi đường cho ngươi. Khi mà bên vai kia. Chỗ nào có lùng là đi chị à? Sao mình lại lên hai giày nhỉ? Vãi nổi Tuấn nghiện ạ. Tuấn cậu ơi thề luôn, mình đánh nó yếu lắm rồi Tuấn cậu ơi. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Chan chan ha ha. Mình mới thấy mình lên nhiều giày quá. An enemy has been defeated. Double kill. Mẹ nổ sắp ra ba má. Có anh em xem đá bóng không? William với cả CC xuống kìa. Về đi cậu ơi. Tôi biết ngay mà. Duy Mạch, chị lên kim cương hoặc tinh anh là mấy anh da đen đứng chờ khiên chị đi. Vũ Duy, nhìn tim bạn biết chơi đấy. Biết chơi. Đừng sợ bóng tối, ta sẽ soi đường cho ngươi. Tráng nhầm kìa. Trời ơi, bị mít kìa. Mình biết ngay à. Có lợn đất này. Ui trông kìa. Ui ôi trông kìa bay rồi. Ui giời. Ui giời. Má nó cái con quỳ lèn này. Sợ vãi nổi. Ơ kìa gấu. Ơ gấu. Chan chan. Không, không được, không được, không được. Đi về đi. Đi về đi. Thứ gì? Gặp đối thủ nặng ký rồi chứ. Nó đuổi, 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 đuổi. Sao vậy rồi? Ôi, quả đấy tưởng nó lao vào ấy. Sao mày biến về nhanh hơn? Mẹ nổi, đi bộ nhanh hơn. Má! Wow. Trái tim tội lỗi đã chết. 018. Mình cũng nghĩ là thế. Tại vì mình không có con nào bảo kê mình hết. Khô lên mắt không nhìn được nó. Quy Lan, không thấy Quy Lan. À, Quy Lan chết rồi. Ăn rầm không mọi người ơi. Mình đẳng duy nhất là đau đớn. Nhanh tranh thủ con lợn Quy Lan nó ra rồi. Ra rồi. Ghét mũi tên của ta.
thấp thấp hơn nó lại. Đấy, biết ngay mà. Đừng sợ bóng tối, ta sẽ soi đường cho ngươi. Thì phải nói nó còn bảo kê rồi BST hay là ABC đây không biết nữa luôn. Không biết nữa luôn. Kìa Tuấn Nhiệt làm gì cậu? Mình support nha mọi người. Má nó mình support nha. Vũ gì? Ta gì nó biết chơi đấy chị. Ari là con nào? Ariana gửi lên đây á. Chạy đi. Run. Thì chị đi phá trụ mà. Thế nên chị mới 2 nên chị mới 1211 nè. Oh no. Trả trụ ra đây. Thì xong trụ boss rồi, BF lên khác đúng mà. Chạy nổi, sao nó nhanh thế? Nhanh vậy. Thôi xong thua rồi. Đào Hoàng Anh, chị Nê. Hello Hoàng Anh nha, hello em. Thua luôn. Chuyện này thua luôn. Quyền lực từ nó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Đào Hoàng Anh, khuya rồi em mới từ Hà Nội về quê em ngủ luôn đây ạ. Ok, bye bye bạn nè. Bye bye. Vòn ta đi, vòn ta đi, bố mày đây, vòn ta đi. Nó bắt mình, ôi ơi, nó bắt mình. Ôi Vũ Duy, chị bắn chưa ra đằng sau xong mới tốc biến. Lạy mẹ, ôi lạy mẹ. Mình bị va vào cái tường á. Nguyễn Trung Dũng, em rất chào chị. Sao cứ một người lao vào cái lũ đó thế? Lao vào thì chả chết thôi, đừng chạy đi rồi. Hay. Chạy đi cậu ơi, để tôi cứu cậu. Chạy đi cậu ơi, cố lên. Vũ gì? Và thôi thì chị nghe thêm mình ơi. Thế rồi, cảm ơn chị nè. Đào Hoàng Anh, chị ngủ sớm nha, chúc chị ngủ ngon. Ok.
Bye bye Hoàng Anh nha, bye bye em. Điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Minh Tuấn, vãi ăn hết bùa của rừng à? Ăn hết đâu? Nó vẫn ăn lại cua xanh gì nữa. Quả đấy mình tách thằng Quy Lan ra là được à? Hoài. Quyền lực trong đó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Vũ Duy, nốt trận óp à chị? Đồ con loại quê len à? Chết cha mà đi. Đỗ Duy, chào chị gái non. Hello T nha. Hello. Chơi nó luôn. Chơi nó luôn. Cố lên. Phải mình là mình chơi nó luôn rồi đấy. Gấu ạ. Ta đã thức tỉnh. Ăn con này này. Ai con một tím tím ấy. Trần Minh Đức, hello em nhớt. Hello Minh Đức nha. Ăn cây cây ép đi chị. Không, mình phải cho Quy Lan chết, nó đang tìm mình. Có lợi nè. Ơ, vãi nồi cuống. Quên rồi đấy. Ừ. Chắc vậy. Lê Thành Phát, tình anh chắc không vô được quá. Quê Lan nó đã ra rồi, vừa nhìn thấy nó 17 giây mà. Thế chúng ta nhìn Tuấn Nghiện thực hiện này. Tuấn Nghiện này, ơi 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 ơi, Tuấn Nghiện lao vào con gì đấy và Tuấn Nghiện không bắt lẻ được nó đâu. Quê Lan của nó vừa được gần mà. Vũ Duy, tối mơ thấy Quê Lan. Thua rồi. Thua rồi. Tính này không vào được bạn ạ. Để support chả, không có support. Nó không lên mắt nên là Tèo. Thằng lợn cứ lên nó cứ bắt mình thôi. Trong chiến tranh, bình đẳng duy nhất là đau đớn. Đi cùng ra ta. Phú Minh, đánh thấp thôi. Đánh thấp thôi, đánh thấp thôi. Please, please, đánh thấp thôi. Đánh thấp thôi mà. Ăn cướp luôn. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Trang Trần, bỏ công lên nhanh ép em. Trời,
Sao lại lao vào rửa đấy làm gì? Đánh cắp thôi, quên lên thì nó đã tám bắt mình rồi chớ. Ôi trời, cứ tưởng lên được kim cương của con mẹ nó trận cuối. Trang trầm đi hơi ẩu. Trang Trần hôm sau. Ôi bây giờ lực chiến bị trừ hả? Lái nồi thua bị trừ à? Lần đầu tiên mình thấy. Anh chia với đường đánh nắp. Anh chia với đường đánh nắp. Xin anh chia với đường đánh nắp nữa, please. Đức Minh không gánh nổi. Em không gánh cái quần đùi ấy. Chan Chan, gì vậy trời, bà nên lâu lâu mới chơi mà tấu hài vui thôi. Mình đang vui mà, mình khóc vậy thôi chứ mình đang vui ấy. Lê Thành Phát, Tinh Anh không đánh được hả? Hân, Hân, bạn ạ, Tinh Anh không chơi được. Đúng rồi, PKD đi. Của bạn tất, của bạn hết. It's your turn to pick. It's your turn to pick. Mặt cười tít mắt, lại có tố chất diễn viên. Vậy gánh lên kim cương đi á. Không, Tinh Anh vẫn vào được nhưng mà mình không ấy đi chứ. Tinh Anh vẫn vào được mà mình ngâm bạch kim nhưng mà mình không chơi với Tinh Anh. Lê Văn Vượng, để em dừng. Hàn Vượng là thằng nào? Như múa floor á. Vượng chơi ai vậy? Ờ giúp cho, ờ chị ấn rồi, chị ấn rồi. Mai qua vẫn kịp, còn đúng 3 giây cuối. Cậu ơi! Đặng Lanh, nãy đánh ra ta em gắng ổi mà không đưa chị lên kim cương đi. Cái nồi tô len kìa. Mình hận con tô len. Mình hận. Má. Chơi Gendu kìa. Gendu mình cũng hơi sợ. Cái nồi lại còn Mai Lốc nữa chứ. Đồ. Tuấn Tóc, đề danh gì rồi tớ đánh với. Tớ bạch kim cậu ạ. Tớ đánh gà lắm. Hay len này. Mình chơi ở đây hả? Ai đấy vừa bảo mình chơi ở đây, thế là mình ở đây đấy. Không có support. Trang Trần, C chơi Alice đi. Do sao? Ông Hayate kia vừa bảo chị chơi AD, thế là chị đây này. Ông ấy bảo chị chơi AD, thế là chị ấn vào AD. Lúc đấy ông ấy click Hayate rồi đây này. Chị AD đi này. Ở đây. 10 seconds remaining. Vãi đầu Zuka support. Ôi ơi, ơi cậu ơi, cậu bảo Zuka đi support thì cậu mà ăn cứt rồi cậu ơi. Em gánh chị em dừng đây thôi, xong. Xong luôn. Lê Văn Vượng, em gánh chị em dừng đây. No hope. Các bạn có hiểu nghĩa của từ no hope không? No hope ấy. Ừ vui mà. Vui. Vui chứ. Chan Chan chơi vui mà. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Thề luôn, thuê cái giọng của mình đi, giọng mình còn hay hơn nhỉ. Chào mừng bạn đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hay vẫn rồi. Ôi trời, Tuấn Nghiện ơi, Tuấn Nghiện đi support à?
Ôi chan chan, đúng oi thoải mái đê chị. Chan chan, thì 1 triệu tự kỷ đi chứ vẫn vui. Chan chan, nice save. Chí chết, quả đấy chị cứ đánh thôi. Chị không biết máu chị như nào, chị cứ đánh thôi. Chan chan, đầy on. An ally has been defeated. An ally has been defeated. Đánh à? Có đánh không chị? Đừng đánh, mình về thôi. An enemy has been defeated. Này của băng trụ. Ôi gấu chết. Ôi gấu ơi. Gấu cậu ơi, gấu cậu. Có lợn nó bắn trụ mình. Mẹ, không có giáp mày đình. Là bố mày ăn hello nó rồi đấy. Chị cháu, mặt cười lộn ruột. Hello giáp đình nha, hello em. Hey mít. Mày thấy mày mít chiêu chưa con? Tuấn tóc, sao nè lại lên giày chết nhỉ? Tôi không mít nữa. Đừng hỏi nè tại sao. Để nè không biết lên đâu. Tuấn Nghĩa lên cậu. Thôi. Đinh Văn Toàn, hê sờ luôn nè. Hello Toàn nhá. Chào Toàn. Đặng Lanh, xíu có chơi tiếp không chị nghe. Nó chạy về rồi. Ôi trời, đau quá à. Mình yếu rồi, mình không có lao. Nó có lại tưởng mình nào. Không nát, nó chắc là nát tưởng mình lao đấy. Còn 1 trận nữa thôi. 1 trận này thắng là lên được. Mình yếu rồi. Phải đấy, mình yếu rồi. Không thể lên được. An ally has been defeated. Quyền lực từ đó không có sự phân biệt nữa thì dễ. Hít phạm, Dioga thôi lộn 2 phát vào trụ là biết. Đặng Lăng, lại đến mấy giờ vậy chị? Ngày lai một xíu nữa mình nghỉ. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed.
Chan Chan, điều làm ta sợ nhất là thứ chưa biết đến. Sắp lên kim cương rồi, cố gắng một trận nó vãi nổi mình mất trụ rồi à? Tăng giải phóng. Sợ bóng tối. Trang Trần, cố lên. Làm sao cố lên? An enemy has been defeated. Terrible shame. Một cái gì đổi lỗi đã chết. Đời nào vượng còn cô gái nữa. Mình cố lắm rồi đấy. An ally has been defeated. Chan Chan, cô ý hay nhỉ. Mình cố lắm rồi đấy. Your team has destroyed a tower. Năng bùa của mình kìa. Trang Trần, giỏi có đồ rồi chơi được. Your tower has been destroyed. Bùi Hào, tôi bắn tay đôi với Hiêu luôn, C nó bắn không lại C đâu. Nổi. Mai lực chi xa, quỷ diệt sắc trường. Căng thẳng ghê. An enemy has been defeated. Đừng sợ bóng tối, ta sẽ soi đường cho ngươi. Đừng sợ bóng tối, ta sẽ soi đường chan cho ngươi. Hôm sau mày. Con ăn con này không? Không hả? Trang Trần, đẩy luôn đường dưới. Ghét con Malok nó có ulti tì khó chịu gần. Thấy 40 tốc biến hay không? Mày thấy tao chưa? Mày thấy 40 là ai chưa? 40 là Nene biết chưa? Bùi Hào, sắp có chấn phái diệt thần cung R có phát bắn cả thiên bản. Mày chuẩn bị mất luôn cái bùa đỏ nè. Chết chưa? Úp, tên mình chết. Hay. Dòng ánh sáng hả? Lẽ là dòng ánh sáng. Vậy chắc là tà thần bóng đêm. Lẹ, ta chạy. Upsi, Hayate bị đuổi. Cứu Hayate. Minh Luật SD mới đi làm về tranh thủ vô lai nè nè. Hello Minh Luật nha. Hello bạn. À chết nhầm, hello anh. Chết, mình ăn hết quái rồi. Húc nó đi. Lao vào đây con chó. Sự bóng tối, ta sẽ soi đường.
rồi. Nó có mắt kìa. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Hoài Phong Nguyễn, teo mà xanh khi trời đời. Mình cũng không hoài xanh, mình cũng mới có 409 thôi. Đánh nhau dưới nè. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Ơi. Enemy double kill. Mình đang... Đối anh bắt được em, đối anh bắt được em. Thiện Trí, hai tệ. Mỗi tối thứ bảy chị like liên quân đi. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Mình chạy hơi nhanh. Mình chạy hơi nhanh. Sorry mọi người nha. What? Sợ quá chạy về. Chan chan. Quyền lực từ đó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Ờ, có mất dạy này. Đúng rồi, lùa nó đi. Rồi nó có lẽ. Chan chan, chạy là hợp lý à. Hãy nghe câu chuyện của ta trước. Shut down. An ally has been defeated. Chan chan, bay ra ghê. An enemy has been defeated. Không là chơi nút bụi đấy. À, chơi nút bụi đấy. Còn đấy là con gì? Elandor à? Mình cứ tưởng là Laviel. Nhanh lên, nó khè lính mình kia. Hay quá. Chơi luôn con Malok. Chơi chết cha nó luôn. Chơi luôn Gindu. Còn nó hai con vớ vẩn mà chơi được. Mình không sợ. Chỉ có KS là nhanh. À, tay dài quá à. Tay dài quá à. Mua cho con rời nhà nên lao à. Nhà mình có một em gái. Em mình kém mình 5 tuổi. Câu hỏi là gì à, cậu biết? An ally has been defeated. An ally has been defeated. Tuấn tóc, chị dâu. Ôi chết, mình ấn nhát. Xin lỗi nhát nha. Mình không dừng được ấy. Mình chạy đi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Mẹ. Lỡ ăn bùa của nó mà biết nó nói kìa. Bố thằng em. Trang Trần. Xin lỗi nha. Có dùng Red đâu. Có. Vừa chat kìa, chị ăn bùa em kìa. Ôi mình không lên cung tà ma mọi người, mình phải bán cái cung đấy thôi. Mình dùng gì bây giờ? Mình còn một đồ nữa mình chưa lên. Chàng chỉnh, con gà nắp dùng luôn. À, mình tưởng mình chết. Mình lên gì đây? Mình không lên cung đâu, mình không biết chơi cung.
Nè, nhanh nha mọi người, mua cái gì? Không chẳng xét nhá. Trang trần, lên nhanh đi. Nhanh hả? Nhanh veneer. Nhanh veneer. Veneer. Đó không có sự phân biệt giữa thiện giả. Thần đồng Zuka. Ôi đấy, còn con vớ vấn mà mà động chơi được không? Nhanh Penny. À, quên rồi. Wow. Lên gì thì cũng thắng bố rồi còn chả kịp lên. MVP, 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 MVP. Yeah, kim cương năng. Em không biết nhiều người người ta lên cung ấy, thế là em cũng soạn đồ lên cung. Đồ sẵn, đồ sẵn. Hít vào, cung tà ma nó có biểu tượng ở bên tay phải phía trên anti ấy, ấn vào là được. Không. Ulti xong ấn vào hả? Ulti xong ấn vào á? À, ấn nhưng mà phải ấn lúc nào ấy, tôi không biết ấn, ông hiểu không? Trang trần, không dùng cung. Ờ, chị không thích dùng cung. Một trận nữa nha. Nhanh lên mọi người ơi. Một trận này có tiếng Anh thì mình chơi luôn. Đồ, tiếng Anh thật à? Cái lùng mía. Yếu máu là ấn à? Cung đó nó hút máu à? Vậy hả? Ui, cái đấy khó lắm mọi người ơi, cái đấy khó dùng lắm. Gặp phải cần ấn vào ấn lúc solo giao tranh. Gặp phải cái con Quillen trận đấy, trận trước đấy thì thôi, xác định. Gặp phải Quillen thì có mà ấn kịp. Hello em chỉ cho nó trận chị nghỉ thôi. Kéo em á, vãi nổi, chị còn 5 bạch kim. À, kim cương rồi nhá. Your team's turn to ban. Cấm nạp grab đi bro. Đặng Thanh Tùng, tinh anh là mùi thua rồi. Ai bảo ông? Ông hơi bị nhầm đấy. Ông hơi bị nhầm đấy. Mình có được chọn tướng trước không? Không. Opponent's turn to pick. Già Phú, Ras làm hết rồi. Ừ, con đấy hay. Con đấy cơ động mà khỏe nữa. Mình thích con đấy. Nhưng mình không biết chơi. Mày chết. Tao đánh tướng gần tủ luôn. Tao đánh tướng xít tướng tủ luôn. Mày chết. Ôi Tuấn Nghiện ơi xin. Thế lắm thủ cải lên nhanh được bắn không hả Trang Trần? Xong. Đánh đưa thiên và khống chế á. Nếu như để mà nó khống chế thì mình chơi, mình thả cho con với gì? Vera, mình cho con đấy hơn. Chị biết chơi hai tay không? Ủa chị cũng thích con đấy nhưng mà chị không biết chơi. Không. Không biết. Lý Tiến Trọng, thần đồng floor. Thần đồng Nagaroth đây này. Mọi người nhìn Nagaroth múa cho mà xem. Ôi trời ơi luôn. Đồ của ông men khỏe vãi nổi luôn đấy. Terry AD à? Mình chơi con Terry bao giờ mình cũng không biết con đấy. Cầm theo đâu? Không cầm theo. Tuấn Tóc, mạnh mồm trận này lại win rồi chị vợ ơi. Mặt cười lộn ruột. Wow. Trận này thua rồi. Trận này thua chắc luôn. 10 seconds remaining. Đặng Thanh Tùng, thua rồi, mặt cười chảy nước.
Không sao, nếu như thua thì mình chỉ mất một sao thôi. Bùi Hào, dì có khiên bảo vệ mất sao nào đâu vậy? Thế à? Thế á? Mình còn non lắm. Không. Ừ, không. Lý Tiến Trọng, cầm Triệu Vân Cốc vào đầu nghe, mặt thường. Vậy á? Sợ thế. Ôi, đã 12 giờ rồi, nhanh vậy. Tham cầu sức mạnh không thể khống chế. Không, nãy có bảo gì đâu, không hề. Không. Bùi Hào, lo xen yêu vậy. Kẻ ngu muội mới tin vào tín ngưỡng hư vô. Muốn chứng minh ta sai, trước tiên cần phải chứng minh người đúng. Nãy người nó đi ăn con gì ấy nó rồi. Trang Trần, gơn lạnh lùng đi xê ne. Mặt cười lộn ruột. Không ai bảo gì ai đây hết. Nào có cái gì chính nghĩa, cũng là vì lợi ích thôi. Đùa chứ nó toàn ra ăn mấy con quái của mình thôi. Hít phạm, điều quan trọng bây giờ là in bốn của em gái nè anh. Em tôi còn trẻ lắm. Chuyện này no hope luôn. Còn nghĩ gì nữa? Lẹ. Úp, ăn nguyên 4 kill này. Úp chi. Trang Trần, hay. Lạnh lùng gần. Thắng đây. Ta càng thích sự tà ác, thẳng thắng. À, bùa, 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 bùa. Bùa. Ôi, nó đập lo nhanh thế. Kẻ ngu muội mới tin vào tín ngưỡng hư vô. Anh chip có đi ăn cái con đấy nhỉ? Đùa.
An ally has been defeated. An ally has been defeated. Anh chép và đánh chậm thôi. Ăn bùa trước xong hãng về ăn lệ quá anh chip. Nào có cái gì chính nghĩa cũng là vì lợi ích thôi. Ăn bùa không ăn. Ăn bùa đi. Đùa cha. Bùa không ăn đi ăn con quái đấy vậy. An enemy has been defeated. Double kill. Cha mày vào bảo anh chip ăn bùa hộ chị cái. Trang Trần, C ơi bình tĩnh. Kẻ ngu muội mới tin vào tín ngưỡng hư vô. Độc gia, hãy chiêu đãi chúng cho tốt. So sánh với chính nghĩa dối trá, ta càng thích sự tà ác thẳng thắn. Đứng lại để chết nào. Trang Trần, bình tĩnh nào. Nào có cái gì chính nghĩa cũng là vì lợi ích thôi. Chứng minh ta sai. Trước tiên cần phải chứng minh người đúng. Kẻ ngu muội mới tin vào tín ngưỡng. Anh chơi bài quái này. Trang Trần, nói thật thì nắp di chuyển như ranh vàng ý. Guardian Dragon. Lùi hàng để ép nó xong cuối game nó bắn tất xanh chắc luôn. Anh chết đánh dùng hai đỏ rồi. An ally has been defeated. Trang Trần, tiến nam Reptien không phải vào canh. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. So sánh với chính nghĩa dối trá, ta càng thích sự tà ác thẳng thắn. Đứng lại để chết nào. Trang Trần, ha ha bất lực. Destroyed a tower. An ally has been defeated. Guardian Dragon. Muốn chứng minh ta sai, trước tiên cần phải chứng minh người đúng. Cái gì ấy? Cái gì nó có ở màn hình ấy? An enemy.
double kill. Kẻ ngu muội mới tin vào tín ngưỡng hư vô. Triple kill. Đồ má. Enemy ultimate. Phú Minh, lo quá rồi đi chị khen Flo đi. Chị không nhìn kịp. Chị không nhìn kịp. So sánh với chính nghĩa dối trá, ta càng thích sự tà ác thẳng thắn. Ủa đông gì dữ vậy? Ủa đông vậy? Ủa sao đông vậy? Ủa? Đúng rồi, đập nhà nó đi. Đúng rồi, đập trụ nó. Hay lắm. Mất trụ. Phải nổi không mất trụ rồi. Your team has destroyed a tower. Đứng lại đi chết nào. Trang trình, ST đi theo đứa xanh nhất lúc giữa game đúng mà. À, trôi rồi. Trời ơi, trụ. Trời ơi, trụ. Để nát lên trụ đấy đi. Nhít vàng, mặt cười lộn ruột, like tôi nhận ST này chưa thấy bay. Ok à. Ủa, chấm hỏi. Phải nồi luôn đấy. Phú Minh, xuống lại bạch kim thoi đi chị. Chết đi dùng làm cái gì? Giời. Mình ngủ đây mọi người ạ. Bùi Hào, cứ loang quăng N. Mình ngủ đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.